nhộn nhịp mùa khai thác trong biển của ngư dân Nha Trang. Nhà máy nước chấp nhận lỗ, thuê xà lan chở nước ngọt về cấp cho người dân. Khách nước ngoài thích thú lội bùn trong dừa nước ở Hội An. Lấy thành công dương vật giả dài hơn 20cm ra khỏi trực tràng của bệnh nhân. Nguy hiểm khôn lường từ việc thả rong thú cưng. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. Sài Gòn hay về Nhân Quyền sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Mở đầu là phần tin kinh tế. Thưa quý vị, sau những tháng nắng nóng gay gắt đầu năm Giáp Thìn là bắt đầu thời điểm ngư dân Nha Trang nhộn nhịp bước vào mùa khai thác rong biển bán cho thương lái. Cả khu vực bờ biển từ Hòn Chồng đến Hòn Đỏ đều tràn ngập cảnh phơi rong biển. Những ngày này, trên khu vực bờ biển từ Hòn Chồng đến Hòn Đỏ đều tràn ngập cảnh phơi rong biển của ngư dân Nha Trang. Ngay từ sáng sớm, nhiều ngư dân sau chuyến đi lặn vớt rong biển tại vùng biển gần bờ trên vịnh Nha Trang đã trở về với đầy ắp rong biển. Rong biển được ngư dân trải ra phơi nắng, sau đó thu gom lại để bán cho thương lái. Với giá thu mua của thương lái hiện nay từ 7 đến 10 ngàn đồng một ký rong biển khô, tăng hơn so với giá năm trước. Mỗi ngày, ngư dân cũng kiếm được khoảng vài trăm ngàn đồng. Được biết, rong biển được thương lái thu mua để xuất khẩu đi nước ngoài mà chủ yếu là Trung Quốc, do rong biển được coi là thức ăn rất bổ dưỡng hoặc dùng để chế biến các loại đồ uống giải nhiệt. Hàng năm, vào mùa khô từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch, do nước biển nóng nên rong biển chết dần trên các rạn san hô. Các tảng đá chìm dưới mặt nước nên cũng là lúc người dân đi lặn vớt rong biển. Do độ mặn trên các nhánh sông tăng cao vượt ngưỡng cho phép nên một nhà máy nước phải thuê xà lan chở nước ngọt từ thượng nguồn với giá là 22.000 đồng một khối, đem về xử lý bán ra với giá 9.600 đồng một khối, chịu lỗ hơn 12.000 đồng mỗi khối nước nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người dân có nước sinh hoạt. Ông Trần Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho biết những ngày qua, nguồn nước thô trên sông Tiền, độ mặn đã vượt ngưỡng cho phép, nên một số nhà máy nước tại tỉnh Bến Tre đã phải thuê xà lan chở nước ngọt về để xử lý trước khi cung cấp cho các hộ dân. Có mặt tại chi nhánh cấp nước Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, chúng tôi ghi nhận cảnh xà lan chở 700 khối nước ngọt đang cập bờ để bơm nước vào nhà máy xử lý. Bơm nước tối thì bơm 7 giờ bơm xong, có 10 giờ xong rồi chạy lên khoảng 4 cây số, rồi bơm 3 tiếng hồ nữa chạy về đây cái nước này nữa, tới sáng, tới 4 giờ sáng mới có mặt đây nữa. Bơm vô 3 tiếng mấy, bơm lên 3 tiếng vậy đó, 700 khối nước. Hiện chi nhánh cấp nước Chợ Lách đang cung cấp nước sạch cho 8.800 hộ dân của huyện Chợ Lách. Bình thường, nguồn nước thô được lấy trực tiếp từ sông Tiền nằm cạnh nhà máy nước để xử lý và bán cho các hộ dân với giá 9.600 đồng một khối. Tuy nhiên, gần đây do độ mặn trên sông tăng nên nhà máy phải mua nước từ xà lan để xử lý và giá bán vẫn không thay đổi. Chỉ tính riêng chi nhánh cấp nước Chợ Lách, trong những ngày qua đã phải mua nước từ 5 chuyến xà lan. Ngoài chi nhánh cấp nước Chợ Lách, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre còn quản lý, vận hành thêm 4 nhà máy nước khác và đều đang phải đối mặt với tình trạng nguồn nước thô bị nhiễm mặn. Nhiều năm qua, một trong những tour du lịch được rất nhiều khách quốc tế yêu thích là tham quan trải nghiệm trồng dừa nước ở ven cửa sông Thu Bồn, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ông Trần Văn Khoa, giám đốc công ty du lịch Jackson Tour Hội An, cho biết vài năm gần đây, công ty này đã kết hợp dẫn khách đi tour rừng dừa Cẩm Thanh, kết hợp trồng cây tái tạo không gian rừng dừa tự nhiên. Dưới triền sông quanh rừng dừa Cẩm Thanh, từng nhóm khách được đưa xuống trảng rừng trống để lội bùn trồng cây. Người của công ty du lịch mang theo cây dừa con rồi bước xuống bùn non hướng dẫn cho khách trồng cây. Ngoài trồng cây con, khách còn tham gia dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác, bảo vệ môi trường quanh rừng dừa. Tour sẽ kéo dài trong khoảng 40 phút, du khách vô cùng thích thú khi biết công việc đầy giá trị của mình sẽ góp phần gia tăng diện tích rừng, bảo vệ môi trường du lịch ở Hội An.
Ngoài công ty du lịch Jackson Tour, thành phố Hội An đã cho du khách trồng được hơn 3.000 gốc dừa nước ở biển Cửa Đại để chắn sóng. Một số công ty khác cũng dẫn khách đi trồng rừng để gia tăng trải nghiệm. Khách đa phần đến từ Úc, Mỹ, các nước châu Âu. Ở Hội An, rừng dừa Cẩm Thanh là khu du lịch nổi tiếng với diện tích hơn 300 hectare. Ngoài những cây dừa phát triển tự nhiên, hàng năm một diện tích đáng kể dừa tái tạo được trồng bởi du khách. Thời gian gần đây, do du lịch bùng nổ nên nhiều nơi rừng dừa bị xâm hại, cơi nới lấn chiếm làm nhà hàng. Do đó, việc kết hợp tour du lịch để trồng dừa tái sinh sẽ góp phần giữ lại hệ rừng phòng hộ độc đáo này. Chuyển sang các phần tin khác. Thưa quý vị, mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã xử lý thành công lấy dương vật giả dài hơn 20cm ra khỏi trực tràng của một nam bệnh nhân. Bệnh nhân là anh V, 23 tuổi, ngụ xã Biển Bạch Đông, huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau, nhập viện trong tình trạng đau buốt vùng hậu môn. Anh V cho biết nhét dương vật giả vào hậu môn để tạo khoái cảm. Tuy nhiên không may dụng cụ này lại kẹt bên trong nên không thể tự lấy ra được. Quá đau đớn, anh V phải đến bệnh viện. Anh V đã được tiêm thuốc gây tê tủy sống và áp dụng những biện pháp chuyên môn khác để lấy dương vật giả dài hơn 20cm ra. Hiện sức khỏe và tinh thần bệnh nhân đã ổn định. Một đại diện lãnh đạo khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết đã phẫu thuật lấy nhiều dị vật cho bệnh nhân, nhưng trường hợp dương vật giả có kích thước lớn như vậy kẹt đến trực tràng thì xưa nay hiếm gặp. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra, bắt giữ một người đàn ông mang hai khẩu súng đến nhà người phụ nữ để giải quyết mâu thuẫn. Đó là Nguyễn Đoàn Tú Khải, 40 tuổi, trú tại xã Chue Bua, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 3 năm 2024, Khải xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ 29 tuổi ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Vì bực tức, 23 giờ 40 phút ngày 19 tháng 3, Khải mang theo một khẩu súng rulo bên trong có 6 viên đạn và một khẩu súng hơi đến nhà người phụ nữ trên để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Sau khi đến nơi, Khải đứng ngoài cổng gọi, nhưng người phụ nữ không ra mở cửa. Khải đạp nhiều lần vào cổng, rồi bắn một phát vào nhà, làm vỡ cửa kính. Sau khi nổ súng xong, Khải chạy xe về nhà người quen ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, lẩn trốn. Công an đã nhanh chóng bắt giữ Khải tại nhà người quen, thu giữ hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Sau khi gửi giám định, khẩu súng kiểu rulo thuộc vũ khí quân dụng. Số súng và đạn này Khải mua qua mạng xã hội. Khải từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 26 tháng 3, ô tô tải đang lưu thông trên đường thuộc thành phố Vĩnh Long thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều người đi đường hốt hoảng. Cụ thể, xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Hoài Ân, 43 tuổi, ngụ phường 8 thành phố Vĩnh Long điều khiển, cùng đi trên xe lúc này có hai phụ xe. Anh Ân cho biết xe chở bội chứa gà từ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Khi đến gần giao lộ đường Phan Văn Đáng và đường Phạm Hùng, phường 9 thành phố Vĩnh Long thì phát hiện lửa bốc cháy dữ dội từ phía sau xe, nên anh Ân lái xe qua đường Phạm Hùng, khu vực ít xe qua lại để xử lý ngọn lửa. Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy, xe tưới cây gần đó cùng đến hỗ trợ. Công an thành phố Vĩnh Long đã điều xe và cán bộ chiến sĩ đến dập tắt đám cháy. Khoảng 15 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Trên xe ô tô tải chở hàng trăm bội chứa gà, trong đó 378 chiếc đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Sài Gòn hay về Ninh Bình sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, chỉ 2 tháng sau Tết đã có gần 5.300 lượt tiêm ngừa dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và 7/7 ca tử vong vì mắc bệnh dại. Số lượt tiêm và ca tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thực tế, không ít người thích nuôi chó mèo nhưng lại chưa có ý thức quản lý vật nuôi chốn đông người, gây nên nhiều hệ lụy. Mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Hiện nay, nuôi thú cưng đã trở thành một trào lưu phổ biến trong xã hội. Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người bồng ẵm hoặc dẫn theo thú cưng, vật nuôi của mình đi dạo tại các công viên, quán xá hay trung tâm thương mại. Thế nhưng ít ai biết rằng những điều tưởng chừng như bình thường này đang tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng. Với quan niệm thú cưng là loại vật nuôi hiền lành, nhiều chủ nuôi đã không dùng dây xích, rọ mõm
để chúng cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi được tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Điều này khiến người xung quanh cảm thấy lo ngại. Đối với những người chủ thì thú cưng có thể là một vật nuôi hiền, nhưng mà với những người xa lạ, đặc biệt là trẻ em, thì nó có thể tấn công bất cứ khi nào mà nó cảm thấy mất an toàn. Thì cũng giống như là TV dạo gần đây đã đăng tin, bên cạnh đó thì nó có thể gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi mà nó bất hình lình nó chạy ra đường. Không còn là nỗi lo, những vụ tai nạn không mong muốn do thú cưng gây ra xuất hiện ngày càng nhiều, đe dọa sức khỏe, thể chất và tinh thần của nhiều người khi phải đối diện với cảnh thú cưng đi rong. Thì có một lần em chạy tập thể dục ở ngoài công viên, thì có một con noodle nó chạy theo em và có ý định tấn công em, và nó sủa rất là lớn. May mắn là có chị chủ đến ngăn cản kịp thời, nếu không thì em cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em nữa. Để đảm bảo an toàn cho thú cưng, chủ nuôi và những người xung quanh, việc tiêm ngừa các loại vaccine phòng bệnh theo từng giai đoạn, từng giống loài là một trong những giải pháp quan trọng. Nếu mà đánh giá về mức độ quan trọng thì vaccine dại cũng là một trong những cái vaccine là cần thiết nhất trong cái quá trình mà mình nuôi dưỡng chăm sóc, cũng như là nuôi dưỡng ở nhà hoặc là mình nuôi dưỡng ở những cái khu vực mà thả rong đối với những bạn chó. Khi mà mình can thiệp vaccine thì các bạn được bảo hộ, thì cái mức độ mà bảo hộ vaccine nó sẽ chiếm khoảng từ 80 đến 90% nếu mà đi đúng cái liệu trình. Dù thú cưng đã được tiêm phòng, chăm sóc cẩn thận, nhưng nguy cơ chúng tấn công người đối diện hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, việc trang bị các biện pháp bảo vệ an toàn cho thú cưng là điều cần được chủ nuôi nghiêm túc thực hiện. Thì cái điều đó là cần thiết trong cái việc là mình can thiệp bằng cách là rọ mõm nè, dây dẫn nè, rồi hoặc là những cái bạn mèo đó thì mình có khả năng mình phải bỏ trong lòng để cho các bạn tiếp xúc từ từ, không có can thiệp, hoặc là mình làm cho các bạn gây stress trong cái quá trình mà mình thả rong như vậy. Cho nên là khi mà cả lẫn chủ hoặc là người lạ nói riêng, thì khi mà chủ đến thì vẫn có khả năng là có thể là cắn hoặc là gây tổn hại bằng cách là cào. Để hạn chế những tai nạn đáng tiếc đã xảy ra do chó, mèo, việc tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho thú cưng là điều hết sức cần thiết. Nuôi thú cưng vốn là một thú vui, tuy nhiên đừng để sự chủ quan trong vấn đề chăm sóc sức khỏe và bảo hộ an toàn cho thú cưng trở thành nguyên nhân gây ra những hậu quả khôn lường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.